thương lắm mà xa lắm, đau lắm. Ai buồn, ai buồn, em buồn vì ai? Yêu lắm, thương lắm mà xa lắm, đau lắm. Ai chờ... Vâng, thưa quý vị, chương trình I Love Bosa đến với đài VNA vào mỗi sáng thứ bảy. Và good morning anh Dũng. Good morning Thành Hương. Good morning chị Nga. Chị Nga, bây giờ trước khi mà vô vấn đề hỏi chị Nga, tại sao chị Nga love Bosa? Do you love Bosa chị Nga? Chị yêu Bosa. Dĩ nhiên là phải love rồi. Không love là bị đỏ. Bosa là một cái chỗ bằng lý đồ Sài Gòn mà phải love chứ. Đây là một cái Sài Gòn nhỏ phải không? Cái gì mà làm chị yêu Bosa nhất à? Thích nhất ở Bosa là cái gì? Là hai em. Là gì? Hai em là hai cái hoa để trang trang cho cái Bosa này. Đá sô đài. Nó thêm tươi đẹp hơn phải không? Không, như điều em nghĩ chắc chị Nga ở Bosa lâu hơn tụi em. Ừ. Không? Ừ. Không có đâu, chị Bosa năm 75. Mình ít hơn anh, tại anh hình như anh senior hơn chị anh Nga. Anh senior. Như điều em chị thích Bosa nhất là cái gì? Nếu mà người ta hỏi thích nhất thì... là gì hả? Thì Bosa ở đây có đồ ăn ngon nè, có nơi giải trí nè, có tất cả, tức là ở Việt Nam có gì là ở mình đây có cái có này. Yeah. Yeah. Không có cái không có nha, có mấy ông đội nón cối là không có đó nha. Nói vậy chứ Việt Nam cũng có tiền đô phải không chị? Ở đây cũng có tiền đô. Yeah, đô la nó everywhere. Anh thấy chị Nga nói đúng, cái gì ở Việt Nam có là Little Sài Gòn mình cũng có luôn. Đúng. Vâng, thưa quý vị, hôm nay chương trình I Love Bosa cũng xin cảm ơn bảo trợ của công ty Air to Water. Quý vị nào mà muốn nhìn thấy một cái gọi là một cái sự kiện rất là lạ lùng, là nước ở không khí, không khí nó làm thành nước và nó nhảy mà gọi là nó nuốt hả anh Dũng? Máy nó nuốt những cái không khí vô và nó làm ra cho mình nước để uống, và quý vị không cần phải đi ra ngoài mua nước nữa. Một cái máy này rất là kỳ diệu, thì quý vị hãy gọi cho Bosa Ticket để ghi danh, và chúng tôi sẽ có cái máy này chắc khoảng chừng 2 tuần nữa thôi, quý vị sẽ tới để nhìn thấy làm sao mà không khí biến thành nước để chúng ta uống. Và chị Nga cũng rất là thích, chị Nga đang ngắm nghía để là người đầu tiên đi mua đó. Đúng, đúng. Bởi vì càng ngày càng technology nó càng rất là nhanh tiến. Cái đó là một cái tuyệt vời nhất mà mình có thể bỏ lên bất cứ nơi nào, không cần phải có cái nguồn nước mà nước vẫn có. Mà chị Nga biết bây giờ dân số càng ngày càng đông. Đúng rồi. Thành thử cái sự ô nhiễm nó càng nhiều, nó càng ngày càng nhiều. Ô nhiễm đủ mọi nơi hết. Thành thử do đó bây giờ mình tìm những cái sản phẩm tốt để mình giúp cho cơ thể của chúng ta. Đúng vậy. Mà nói đến ô nhiễm thì quý vị nhớ là xài tiền điện bớt lại. Nóng quá cũng làm điện bị cúp, và lạnh quá thì cũng sẽ làm cho chúng ta, tất cả mọi người đều bị chung hết. Thì chúng ta giữ cho môi trường sạch, chúng ta không phải trả tiền hóa đơn của cái tiền điện nữa, thì quý vị gọi cho công ty Pingo Solar. Quý vị không phải ký contract 25-30 năm mà tiền điện quý vị sẽ zero có hóa đơn tiền điện của chúng ta luôn, thì xin quý vị gọi cho công ty Pingo Solar 714-418-2265. Và ngày hôm nay tại sao mà I Love Bosa mời chị Nga lên, thì thưa quý vị, chị Nga là một cái người mà Thanh Hương rất là ngưỡng mộ, là tại vì lúc nào thấy chị cũng lăng lăng xăng xăng, giống như là gà mà chạy không có đầu vậy đó. Thì hỏi là chị sao, chị bận á? Ô, chị phải lo cho thầy, chuyên môn đi làm việc thiện thôi. Ông biết là chắc chị, người ta nói là phải tỷ phú lắm mới làm việc thiện phải không chị Nga? Không cần phải là tỷ phú mới làm việc thiện. Mình có một đồng, mình cho một đồng, mình hai đồng ha. Chị Nga đây thì lúc nào cũng làm những cái từ thiện cho mọi người. Đúng chị rồi. Lúc nào chị cũng hỏi chị đi đâu, chị nói ô, chị đang lo cho cái hội này để giúp những người nghèo, chị lo cho hội này để giúp cho những người thiếu ăn uống rồi thiếu gia cư. Nghĩa là chị Nga rất là nhiều về cái từ thiện, là chị Nga lúc nào cũng vậy hết. Gặp chị Nga là chị có bây giờ cho chị cái nickname là Từ Thiện Nga. Nga từ thiện đấy, ngược rồi. Vâng, thưa quý vị, một cái chương trình mà chị đang sắp sửa tổ chức để gây quỹ cho cái gì hả chị, hả? Nước sạch cho người nghèo. Nước sạch cho người nghèo. Giúp nước sạch cho những người nghèo ở bên Việt Nam hả chị, hay bên Mỹ hay sao? Bên Việt Nam. Vâng. Thì thưa quý vị đó là ngày 22 tây tháng 12 lúc 6:30 chiều, ngay trong một cái nhà hàng gọi là hàng xóm với Bosa Ticket, đó là Seafood World. Thì thưa quý vị, đây là một cái chương trình để gây quỹ cho ngày lễ Noel, để cho các người bên Việt Nam
có một cái nguồn nước sạch để uống. Thì quý vị biết nước rất là quan trọng trong cuộc sống của chúng ta, phải không chị Nga? Nếu mà mình uống nước mà không sạch, chúng ta có thể gây ra rất là nhiều cái bệnh. Thì xin chị Nga cho biết lý do tại sao chị nghĩ đến gây quỹ cho một cái chương trình như vậy. Chị nhìn thấy một cái gì đó bên Việt Nam hay bởi sao? Vì lúc này không phải chỉ Việt Nam không, mà hầu như là tất cả những cái xứ Á Đông đều bị nhiễm trùng ở trong nước và nước không được sạch. Vì vậy cho nên sức khỏe của người dân, của nhất là Việt Nam mình, càng ngày càng thấp. Vì vậy cho nên khi mà biết được cái máy Kangen nó có thể giúp được, hỗ trợ được tẩy chất độc cũng như là hỗ trợ cho đường máu, cũng như là làm cho đường da cũng như đường ruột được hỗ trợ được mạnh khỏe hơn, thì Tuyết Nga quyết định là sẽ làm một cái hành trình, tức là mình không phải làm một lần mà mình bắt buộc phải làm cho cả đời để mà có được cái nguồn nước sạch cho người nghèo. Bởi vì cái máy nó quá mắc, thành ra đó là mình phải tìm những nơi chùa hoặc là nhà thờ, mình bỏ vào đó một cái chỗ nghĩa là có thường xuyên để cho người ta có thể lấy nước hoài cho cả đời, chứ không phải mình cho một lần rồi ngày mai mất đi. Vì vậy cho nên cái hành trình này rất là công phu, cũng như là rất là có thể gọi là trắc trở rất là nhiều, nhưng mà mình không làm thì mình không thể nào thành công được. Cho nên mình góp gió thành bão, đầu tiên mình làm để mình có cái sự hưởng ứng hỗ trợ của bà con, cũng như là những người thân thương Việt Nam của mình, gửi mỗi một người đồng 2-3 đồng để góp lại thành cái máy. Thì đủ tiền mua cái máy, mình sẽ cho một cái chùa hoặc một cái nhà thờ, rồi từ đó họ phải ký công trai với mình là họ phải cho ít nhất là 100 hộ để người ta xách bình tới người ta lấy, thì mình cho bình luôn, tức là mình cho hết từ đầu cho tới E cho tới G, tức là mình cho hết tất cả. Mỗi một hộ như vậy mình cho 2 bình, một bình họ tới họ lấy xong mà họ đem cái bình kia về, thì mấy ngày sau họ chở tới tức họ là cái lấy máy nữa. Này chị để ở nơi những chùa hay những cái nơi mà cho nhà thờ, những nơi mà hữu dụng cho chính cái nơi đó luôn. Cũng như nhà thờ thì họ có những con chiên, những cái nơi chứ không chùa phải để nhà của ông E ông không, ông xài không. Giờ cái này là mình để cho chùa, coi như là ai muốn tới cũng được. Đúng. Thì nhưng mà cái máy này nó đặc biệt hả chị, nó lấy nó làm thành nước dơ thành nước sạch luôn hay sao? Nó lấy từ nước dơ nó làm thành, nó qua cái lọc, nhưng mà cái lọc này nó khác với những cái lọc khác, là nó có thể lọc nó cho thêm cái iodine để mà nó tẩy cái chất độc ở trong người của mình ra. Vì vậy cho nên nó tốt cho người dân của mình. Mà cái cuộc hành trình này thì hiện bây giờ chị Tú Trinh là cái người mà đóng góp công sức nhiều nhất ở bên Việt Nam đang bởi vì hội chưa có đủ khả năng để cho chùa mỗi một chùa một cái, cho nên hội mua một cái để mà mình đi từng nơi mình phát trước, để cho mọi người hiểu biết thêm về cái nguồn nước sạch là nó tốt cho cái thân thể của mình như thế nào. Thì hiện giờ nghệ sĩ Tú Trinh ở bên Việt Nam đi qua chùa Từ Ân ở Bến Tre, ở Bà Rịa, cũng như là chùa Hòa Hảo. Rồi tuần này Tú Trinh sẽ đi qua nhà thờ để mà phổ biến cái chương trình của mình, để cho mọi người biết rằng là đây là có một cái nguồn nước sạch để hỗ trợ cho những người dân nghèo. Thì khi mà mình gây quỹ xong thì tất cả số tiền 100% số tiền mà quý vị cho đó thì dùng để mà mua máy hết. Thì nếu thiếu thì hội sẽ móc tiền túi ra để bỏ vô để mà lo mua bình, rồi lo chi phí để đi qua bên đó hoặc là gây dựng để cho nó. Tức là cái chương trình văn nghệ này của chị là 22 tháng 12 ở Seafood World là cái mục đích là làm để mình gây quỹ. Đúng. Để mua những cái máy này đem về Việt Nam để giúp cho những người sống ở những cái nơi mà nước nó rất bị ô nhiễm. Và hy vọng rằng trong tương lai đó sẽ chuyển thêm cái nguồn máy mà em nói mà làm bằng e đó. Bởi vì có nhiều nhà thờ ở Cà Mau gọi cho chị Nga là họ nói là bây giờ ở nơi đó, những cái nơi mà mấy cha vô để mà khai quang đó thì không có nguồn nước và không có điện luôn. Mà cái máy của tụi em nói về cái e đó là nó mới ra
công trình của nó rất là hay. Tuy là nó chưa có ra ngoài thật sự, nhưng mà khi nào mà nó được bán ra thị trường rồi đó thì hy vọng là mình có thể mình giúp được thêm một số người nữa mà không có điện, không có nước, không có điện, để họ có nguồn nước tốt để họ uống. Vâng, thưa quý vị, để chúng ta cùng góp một bàn tay với chị Nga từ thiện thì chúng ta hãy đến dự cái buổi bi hài kịch. Và Nga thấy đấy là đây là cô Túy Hồng nè, rồi rất là nhiều các ca sĩ, nhạc sĩ khác sẽ có mặt trong cái buổi gây quỹ đó. Thì trong dạ lát đây nữa thì chị Nga sẽ cho quý vị biết thêm trong cái chương trình bi hài kịch này có những ai và cái tại sao nó, cái tên của cái đó, của cái buổi hài kịch đó là gì. Thì xin quý vị đừng rời chương trình I Love Bosa. Chúng tôi sẽ trở lại ngay sau các cơ sở thương mại bảo trợ cho chương trình. Xin cảm ơn quý vị. Yêu lắm, thương lắm mà xa lắm, đau lắm, ai buồn, em buồn.